À vâng, xin chào các bác. Hôm nay em xin phép lên nhanh một con đài xịt te cổ của hãng Toshiba. Nó có tên mã rút gọn là S80. Con này em bán với giá là 1,5 triệu. Và mục đích chính là bán cho một bác nào đấy là thợ hoặc có trình độ hiểu biết ngang với thợ về để dọn lại chơi. Vì nó cũng đang có tồn tại một vài cái vấn đề liên quan đến kỹ thuật. Tất cả những bác không phải là thợ và có hiểu biết không đủ thì tốt nhất không nên quan tâm làm gì cả. Cái con này ấy, nó có cái bề rộng chưa tính quai, nó vào tầm 45 cm, với một cái cấu hình mà hãng Toshiba định danh là bom bít, một hệ thống 4 loa thật bao gồm hai củ toàn giải kích cỡ là 12 cm, màng giấy gân xếp và hai cái loa chép chép giấy kích cỡ tầm 4 cm. Như vậy là nó có 4 loa thật chứ không phải là cái dòng đài mà có cái loa super check đâu ạ. Cái check giấy này kêu khá là hay. Vị trí của cái check giấy nằm ở đây. Và đây là vị trí lắp củ toàn giải. Cửa băng cassette được đặt ở vị trí trung tâm. Và đây là cái dòng cơ to, nặng, có khả năng tua nhớ bài. Cái ưu điểm thứ hai của con này, đó là nó có FM 108, nghe đủ các đài từ địa phương đến trung ương. Ngoài ra thì nó còn có băng sóng chung, sóng AM nữa. Sở dĩ con này em muốn bán cho một bác nào đấy là thợ hoặc bác nào có trình độ hiểu biết ngang với thợ là nó hiện tại đang có những cái vấn đề liên quan đến kỹ thuật như sau. Thứ nhất là chiết áp volume là hư. Khi nó hư ấy thì nó đứt mất cái vòng than ở bên loa bên phải. Vặn nó rột rẹt, do vậy là loa bên phải là nó hát rất nhỏ, loa bên trái hát bình thường. Đó là một. Cái thứ hai là cả ba cái chiết áp, chỉnh bát, chỉnh jack và ba lanh cân loa nó cũng đều có vấn đề cả rồi, do vậy mà mới cần một bác thợ nào đấy ôm con này về tiến hành khui nó ra và thay toàn bộ cái dàn chiết áp này đó. Cái thứ hai đó là cái vấn đề kinh điển của những con đài cổ, đó là hệ thống dây cua roa bên phần cơ cassette nó mủng đứt hết rồi. Chúng ta sẽ test một đoạn đường lay in-out-x. Vâng, con này có đường lay in-out-x, chúng ta có thể cắm cái điện thoại vào nó để nghe ì xèo. Khá là hay đấy các bác ạ. Các bác vừa mới nghe một nửa của nó hát thôi, còn nửa bên này là do chiết áp volume nó đứt vòng than, do vậy là nó không hát, nó hát lý nhí. Như vậy là anh em chúng ta đã trải qua phân đoạn test đầu tiên, đó là test đường lay in out x. Đây là một trong những cái ngõ đầu vào mà rất nhiều người trông đợi.
Chúng ta sẽ đến với cái đoạn test thứ hai, đó là FM, băng sóng FM. Làm cho khoảng 600.000 lao động. Sáng nay tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức hội thảo với chủ đề Cải thiện vị thế ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam. Các ý kiến cho rằng để ngành công nghiệp chủ lực của nền kinh tế nâng cao thúc đẩy và công nghiệp hỗ trợ phát triển, chính phủ cần có giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ. Cùng với đó là đối với tất cả những bác thợ đó, các bác thấy chưa, khi mà vận volume về không ấy thì cái vòng than ở bên volume điều khiển bên phải nó đứt. Các bác có thể nghe thấy tiếng loa bên phải vẫn đang nói. Còn này thì mấy bác thợ xử lý đơn giản thôi, không có gì khó cả. Cái tuning em nghĩ là nó cũng có dơ, tụ xoay có dơ đó, bác thợ nào mua về tự xử lý ha. Bây giờ em sẽ chuyển sang sóng chung, sóng AM, sản xuất kinh doanh của mình và quá trình theo dõi nghiên cứu sự cản trở phát triển của ngành. Thưa quý vị và các bạn, công nghiệp hỗ trợ được quan tâm thúc đẩy tăng cường liên kết, nâng cao sự vững chắc trong chuỗi cung ứng cho những ngành sản xuất chủ lực của Việt Nam như là dệt may, da giày, điện tử, công nghiệp chế biến nông sản, năng lực sản xuất. Bàn tay của chúng ta làm nó phải được một phần. Thứ hai nữa là tất cả các cái dụng cụ nó liên quan đến chuẩn bị cho chế biến chúng ta cũng phải rửa sạch, đừng để cho cái nọ nó lây chéo sang cái kia. Cái điều thứ ba nó rất quan trọng, đó là chúng ta phải dùng nước sạch và nên cái cách rửa thì nên rửa trôi hoặc cái lọc hạ thì chúng ta. Như vậy cả hai băng sóng đều bắt tốt. Về hình thức con này thì nó có phôi phai theo thời gian. Núm nút thì đây cái chiết áp này là nó lỏng lẻo từ bên trong, nó có một cái núm bên này nó bị vỡ cốt nhựa đó. Hai cái núm này thì hai cái cốt nhựa còn nguyên, cái núm bên phần bật tắt micro này nó cũng rớt và em đã phải cố gắng kiếm được một cái nút khác để thay vào đây. Đây là một cái nút xịn ở một con đài khác. Motor em bao quay tốt nha. Đầu tư bánh tì em thấy là còn khá là ổn. Nói chung là vào tay thợ ấy, thì con này cassette sẽ chạy ngon. Con đài này nó có một cái thiết kế nhìn nó vuông vắn và khá là mạnh mẽ. Cái lớp xi mạ bên phần tạo hình cho cái phần kéo sóng này, chúng ta thấy nó cũng có chóc đi, gọi là phôi phai theo thời gian, quay thì còn đẹp. Chúng ta sẽ soi một chút ở góc cạnh xi mạ của quay là trông còn được. Em xin phép rút dây nguồn này, đây là ở sườn bên trái. Đây là góc nghiêng. Cái cơ cassette này thì nó là dạng cơ nửa cứng nửa mềm. Đối với những bác thợ thì mới hiểu được cái câu thế nào gọi là nửa cứng nửa mềm. Tức là khi chúng ta ấn vào như thế này thì nó sẽ có rò le nha. Nó có một cái le hít để đưa hệ thống cơ lên. Đó, thế người ta mới gọi là nửa cứng nửa mềm. Còn cơ cứng thì khi chúng ta ấn một cái là cả dàn cơ là nó theo cái lực ấn tay của chúng ta nó sẽ đưa lên, còn cái này khi ấn nó sẽ đóng rò le đánh tạch một phát và nó sẽ dâng cái dàn cơ lên. Các bác hiểu ra vấn đề chưa? Và cơ này là cơ MQGS, một cái dòng cơ tua nhớ. Với những cái băng chuẩn chúng ta ấn vào những cái phím này là tua hết một bài là nó khác tự
tự dưng và nó nhảy nhảy lên và chạy play luôn cái bài hát tiếp theo. Ở sườn bên tay trái chúng ta thấy có hai kết nối, đây là đường nguồn AC 100V và ngay bên dưới là cái đường cho phép chúng ta chạy adapter 12V gắn ngoài. Đây là đường lay in đầu vào. Ngay bên cạnh nó là đường lay out. Như vậy con đài này khá khổng, có cả lay in lẫn lay out. Ở cái ngõ lay out này khi chúng ta nghe radio hoặc cassette là nó đều có khả năng xuất ra đây nha. Và đây là thông tin này. Toshiba RTS80 giải sóng FM từ 76 đến 108 MHz, giải sóng AM từ 525 đến 1605 kHz, điện áp DC 12V lắp 8 quả pin đại, điện áp AC 100V công suất tiêu thụ 10W, sản xuất tại Nhật Bản. Đây là chữ Nhật này nha, em mù chữ em biết mà. Đây là hai cái đường để cắm micro phục vụ cho vấn đề ghi băng. Và đây là đường để dẫn ra loa ngoài, tương thích tốt với loa có trở kháng từ 3,2 đến 8 ohm. Cọc pin còn đẹp, chưa có dấu hiệu bị rỉ sét. Kể cả bán cho thợ, em cũng hết sức là kỹ càng. Vì tiền của ai cũng là tiền mà. Thợ thì cũng là người, thế bây giờ người ta mua đồ của em về, người ta cũng phải nhìn ngó đằng trước đằng sau để xem là có kiếm được ăn hay là không. Đó. Rồi lúc ôm của thằng Từ về rồi thì không được xu nào, nó oải. Đài hoàn toàn là không có bể vỡ gì cả, xuất sẹo thì nhiều vô đối, đồ bãi mà. Em bao zin tuyệt đối, chưa sử dụng tại Việt Nam, tức là zin chất bãi nguyên đai cam, chưa sử dụng tại Việt Nam và zin tuyệt đối. Các tuyến loa em bao đẹp, long lanh, màng loa toàn giải vẫn còn xanh lét, hai cái check kêu tốt nha. Như vậy cái vấn đề của con này đối với những bác thợ, ví dụ bác thợ nào ôm nó về ấy, vấn đề đầu tiên là bác nên thay toàn bộ cái dàn chiết áp này, đó là một. Cái thứ hai là thay dây cua loa cho bên phần cassette, vậy thôi là nó lại chạy full tính năng. Còn giá thì nói thật với các bác là em đã nắn xuống hết mức có thể rồi, bán cái giá này thì gần như gọi là bán chia sẻ thôi, không có được cái gì đâu. Trong cái thời gian này em bán đại chủ yếu cho nó vui, xôm, và cũng là một cái hình thức để duy trì kênh bán hàng của mình. Các bác đừng có nghĩ là bất cứ cái thứ gì em đưa lên cũng có lời, không có chuyện đó đâu ạ. Vâng, phần trình bày của em đến đây đã xong, và bác nào có nhu cầu muốn sở hữu thì liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại em đề ở chú thích bên dưới video. Giá trên không bao gồm cái gì cả nha. Người mua là tự trang bị dây nguồn và adapter, em chỉ bán cái đài đấy nó như thế này, như trên video, không kèm theo gì, không ship COD và không bao ship. Mọi thông tin chi tiết xin các bác vui lòng liên hệ theo số điện thoại em đề ở chú thích bên dưới video. Xin cảm ơn tất cả các bác đã dành thời gian cho video này.